các bạn. Và hôm nay là mình đi xem phim các bạn. Thì đây là CRV. Đằng kia CRV là phim này. CRV Nữ Hoàng Băng Giá. Đây, Nữ Hoàng Băng Giá đây. Rồi cái quầy mua vé là đó các bạn. Quầy mua vé nè. Thì hôm nay mình đi coi phim gì ta? Phim Anh Trai Yêu Quái của Isaac với lại Diệu Nhi á. Ra hồi bữa giờ thì bữa nay mới xem thôi. Đợi mua vé, đợi bạn mua vé. Đó. Bơi là hàng trước hả? Ừ. Mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ 40. Đi kiếm đâu ngồi ha, muốn gì không? Không. Tao. Tao bắt đi ha. Bao nhiêu vé này ạ? 105.000. Nè. Thôi tao đưa mày 200 luôn đi. Tao chút máy có gì tính à? Thôi chỉnh ra mày biết đâu la gì đó. Thôi, 50 đây kia không? Ủa là sao? Lấy nãy vì đi ăn mấy cái gì chứ thì cứ cầm 200 đi, mày cầm 200 đi nè, mày mới đưa tao 50 phòng nè, mày cầm 200 mày chúng tôi tính sao. Rồi đưa vé đây rồi tính sao không. Ừ mua cái nhỏ nhỏ thôi. Hả? Ủa mày muốn cái ly nữa không? Không, đi. Không, tôi tưởng tao đứng ly nhỏ. Không có ly nhỏ.
rồi ngồi đây miếng đi. Bây giờ ngồi đợi xíu rồi đi vô.